lương thực hàng ngày, thứ năm tuần 15 thường niên. Lời Chúa, Matthew chương 11, câu 28 đến 30. Vất vả gánh nặng. Có đôi vợ chồng nọ sống hạnh phúc bên nhau suốt hơn 50 năm. Họ đã trải qua những tháng năm rất khó khăn về kinh tế và nhiều vấn đề của đời sống gia đình. Cả hai đều công nhận họ không phải là mẫu người lãng mạn, nhưng họ biết chia sẻ cho nhau nhiều niềm hạnh phúc nho nhỏ từng ngày, cũng như cùng nhau vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Ở tuổi 78, người chồng phải trải qua một ca phẫu thuật tim. Đêm nào, người vợ cũng ngồi cạnh giường chăm sóc cho chồng trong bệnh viện. Sau ca phẫu thuật suốt 12 giờ đồng hồ, khi tỉnh lại, điều đầu tiên người chồng nói với vợ là: "Này em yêu, khi các bác sĩ mở trái tim anh ra, em có thấy gì không? Trong đó anh có viết tên em đấy." Khi yêu mến ai, ta muốn lưu lại những hình ảnh người ấy trong trái tim của mình. Tình yêu có khả năng làm cho hai con người tan hòa vào nhau, làm nên một thân thể, để hai con tim cùng hòa chung một nhịp đập yêu thương. Khi yêu thương con người, Thiên Chúa cũng đã mang lấy tất cả nỗi buồn vui và mọi yếu đuối tội lụy của con người. Qua lời ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa đã khẳng định: "Ta đã ghi khắc tên ngươi trong lòng bàn tay ta. Ngươi đã đến nâng niu từng bước chân ta, bảo vệ ta khỏi sự dữ, gìn giữ ta như người thợ săn giữ kín những mũi tên trong ống đựng tên." Trong tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, trái tim Chúa Giêsu đã thổn thức và thấu cảm hết những nỗi thống khổ của con người. Người tha thiết mời gọi chúng ta: "Những ai đang mang vất vả nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Trong Kinh Thánh, nói đến cái ách là nói đến ý muốn của Thiên Chúa, còn cái gánh là nói đến ý muốn con người chất lên nhau. Gánh con người nặng nề, còn ách Chúa thì nhẹ nhàng êm ái. Chính Chúa sẽ cất gánh nặng trên vai ta nếu ta nhận thấy cái ách của Chúa, nghĩa là ta đón nhận và thi hành giáo huấn của người. Lúc đó ta sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian và trở nên môn đệ đích thực. Ai trong chúng ta cũng đang mang những gánh nặng nề. Gánh đó có thể là nỗi đau thể xác hoặc tinh thần, có thể là sự nghèo đói, bị khinh rẻ, bị thất bại trong công việc, trong tình yêu hoặc trong gia đình. Gánh đó có thể là một đứa con hư, một người chồng nghiện ngập vô trách nhiệm, cuộc sống hôn nhân nhàm chán, thêm vào đó là tội lỗi, sự yếu đuối kéo lê khiến cuộc sống không còn lối thoát, thất vọng và vô nghĩa. Đó là những gánh nặng mà chúng ta trao vào tay Chúa Giêsu là đấng hiền lành và khiêm nhường sẽ nâng đỡ chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, trái tim Chúa là nguồn mạch yêu thương, là nơi nương náu của những tội nhân. Xin cho chúng con ý thức sự yếu đuối của mình mà biết chạy đến nương náu nơi trái tim Chúa. Chúa đã yêu thương và tự nguyện trao hiến mạng sống vì chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn vâng phục, mở lòng đón nhận mọi người xung quanh, nhất là những ai nghèo hèn bé mọn. Ước chi mỗi người chúng con biết chọn Chúa làm bạn đồng hành trên đường lữ thứ trần gian. Chúa không chỉ tiên phong mở đường dẫn lối, mà Ngài còn là nơi nương tựa vỗ về, đỡ nâng mỗi khi chúng con gặp gian nan thử thách. Ngài ban lời Ngài làm đèn soi đường, và mình Ngài
làm của ăn bổ dưỡng tâm hồn chúng con. Amen.